Những năm gần đây, nguồn chất thải từ đàn dơi, phân dơi đã được sử dụng tăng dần. Trên thị trường còn xem đây là loại phân quý hiếm, được mua với giá cao, cung chưa đủ cầu. Theo các nhà chuyên môn, phân dơi có giá trị dinh dưỡng vàng, chứa vi khuẩn có khả năng xử lý sinh học, làm sạch chất độc cho đất. Vi khuẩn trong phân có khả năng giữ nước, tạo lỗ hổng cho không khí trong đất. Vi khuẩn này sống cộng sinh với cây trồng, chúng còn kiểm soát mầm bệnh trong đất, được xem là chất xúc tác cho quá trình phân hủy các chất hữu cơ. Việc nuôi dơi lấy phân góp phần cho lĩnh vực trồng trọt phát triển bền vững. Là sinh vật hoang dã, dơi sống thành bầy đàn trong tự nhiên. Loài dơi này chỉ ăn các loại côn trùng nhỏ, muỗi, bướm. Hoạt động vào ban đêm, rạng sáng tìm nơi yên tĩnh để ngủ. Đi ăn thành đàn từ 18 giờ đến 18 giờ 30 phút. Nếu gặp trời mưa, dơi trú trong chuồng chỉ bay khi trời tạnh. Trước khi đi ăn, dơi đầu đàn bay trước vài vòng do thám, rồi từng tớp mới bay theo sau. Dơi có khả năng đi săn mồi rất xa, có khi hơn 10 km và đến 5 giờ sáng mới trở về nơi trú ngụ và cho phân. Đúc kết qua nhiều thế hệ, mọi tập quán di trú, ăn ở của loài dơi được nông dân mang vào thực tiễn, tổ chức dẫn dụ đàn dơi về nuôi để lấy phân. Mô hình nuôi dơi lấy phân thật hiệu quả, khâu thu sản phẩm thật đơn giản, khâu chăm sóc quản lý không tốn chi phí, cho thu nhập ổn định mỗi ngày, thị trường tiêu thụ ngày càng rộng mở. Ở Tây Ninh đã có nhiều hộ xây chuồng nuôi dơi, hầu như các hộ nuôi đều có thu nhập ổn định. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục Nông nghiệp Tây Ninh phát sóng lúc 6 giờ 50 phút thứ ba ngày 17 tháng 9 năm 2024 trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Kính mời quý vị đón theo dõi.